Rồi, hôm nay mình toàn làm vụ phụ không, bây giờ làm vụ chính nè. Để coi, chỉ có hai cái đó. Ý. À, cái này mình tự nhận. Cái này mình làm sao? Hình như, đúng rồi, lấy một cái xe rất là đẹp á. Không biết người ta cho mình xài không, chắc cho mà. Mình Optimus Ram rồi, cho mình xài á. Mà thôi để sao đi. Giờ qua khám chí què hay là xương gỗ đồng kỵ đi. Qua khám chí què đi, gần hơn á. Rồi. Mình ghét cái là bật bản đồ lên cái nó ngừng luôn nè. Sao nó còn chạy á. Và là có bản đồ nhỏ ở đâu á. À, ôi trời ơi, nó xa. Ý. Ý lộn rồi, lộn rồi. Cái khám chí què là thuốc ở bên kia luôn. Hồi xưa có đồng kỵ đấy. Chẳng lẽ là ở bên cái khu. Chắc vậy quá. Cái khu của thằng Jacob hay á. Xưởng gỗ đồng kỵ. Ủa bấm gọi mà sao không có gì kìa. Kìa. John đi cấp không? Đúng rồi, đúng rồi. À đây nè. Con gấu nè. Để mình zoom vào đây coi có gì. Có con báo. Con báo với lại cái thằng bắn bazooka không? Mình nghĩ là vậy, chắc này quá. Hay dạng vụ về luôn đi. Có trong vụ mình làm sẵn làm được luôn. Trời. Game này hài hơn xíu cũng nhờ giám dịch đó. Ừ, chơi hỏi này gì thú vị hơn. Hay. Kế 700 cũng được, 200 điểm kháng chiến. Hai 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 thì đi. Đến kho thóc nhà hai. Bến nè. Rồi nó tự chạy đi. Ôi quên, phát nhẹ. Quên hoài luôn, ui vậy. Chị phát hiện gì. Ui. À, mũi tứ này hả? Ok, đây. Xử lý nó. Rồi đợi một xíu. Bắn bay cái. Đứng xa xe, đứng xa nhà kìa. Mày... Đùng... Chùm bắn máy bay đây. Gì đây? Ê, 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 ê. Ê. Ờ, xe nó mà, không phải xe mình đâu. Quên. Ý, ông có nhiệm vụ gì cho mình hả? Hay là phải nhận từ ổng mà mình ghi lắm á. Ghi lắm á kìa. I give thanks to the Lord every day for bringing you and I together. Head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. Vậy lắm. I haven't heard back from them in a couple of days. Ôi, ta đang giúp tụi bay đó nha. Giờ súng vô mặt có xíu. Thầm quá. Chạy lợn. Vậy là coi mà lâu rồi biết mình thích lợn cỡ nào á. Không biết coi sống kiểu gì quá. Ôi. Thì mấy con chim giết hả? Thôi thiệt. Không ngờ á. Ta đi xíu rồi. Trải nghiệm cảm giác làm nông xíu rồi nhớ được. Tiếp tục test súng, test súng. Ôi, cái gì nữa à. Ok, test cái này trước chứ sao. Wait. Không có chỗ nấp rồi, này phải chạy hẳn vô luôn á. Ủa gì thôi đó. Please help me. Thanks, deputy. Gì cho giống chim bồn. Ôi trời bị kẹt nữa. Đàn ông không có xài tâm hồng nha. Ôi ôi bị nó moi ruột luôn. Con quỷ sứ nó ác gì đâu luôn. Trường này bị cạo đầu luôn đó chứ. Hói luôn rồi. Thôi em thiệt. Thôi đi đi. Được rồi. Giờ heo. Mày để giùm tao xe này ra ấy. Nó kẹt luôn rồi. Cái súng này không có cái chế độ bắn liên tục á. Nó bắn từ từ không à. Nó giỡn. Ui ui.
Ok. Tôi mấy thằng, mấy thằng. Mấy thằng ơi. Mấy hụt. Chém chết á. Bây giờ mình hơi bị phân tâm á rồi. Rồi giờ quan vụ chính nè, giờ thử lái luôn. Nó gọi là cái sự điêu luyện á. Phải chơi game này lâu lắm rồi mới làm được vậy. Hello. Ê, cái gì chưa chơi rồi, bắn rồi. Kệ lỡ. Có thằng quỷ sứ. Ê, 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 ê. Thôi nó. Sao ghi, sao ghi. Chạy, 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 chạy. Là cái xe quỷ đó nữa. Ủa, có máy bay chứ cái xe gì. Giờ không có súng thì sao bắn á. Ừ. Holy fire. Ôi trời, nó né rồi. Còn hai phát. Rồi đó, nó nhào xuống bắn thôi. Giờ nãy mình tông biết còn sống không. Không là còn á. Đó, đây nè. Vũ vẹn. Sao ghi. Tao lỡ chân đạp lộn ga thôi. Rồi, đi nghỉ đi. Để tao trả thù cho. Ui, bơm bơm bơm. Rồi, thêm thằng nữa hay vậy. Nào, không có còn sống. Ui. Ui, chết, tử, 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 tử. Ui. Rồi, bắn quá hay. Ui, ui. Sao hả? Thì hồi khó trúng hay sao á. Nè. Không trúng thôi luôn. Không trúng thiệt. Ui. Nó thả mình thì trúng mà mình thả nó không trúng kì. Nãy sao nãy nhìn nó nằm dưới vậy. Rồi nó nhắm lên trên xíu. Đợi chứ. Rồi. Đây. Theo những gì mình đoán hay trúng. Không trúng. Gượt mình tới bến luôn. Ủa cái gì. Không sao không? Ơi sao ghi, sao ghi. Sao ghi trời ơi. Lỡ đụng xíu à. Mà sao mình bỏ súng xuống được. Rồi rồi ok. Hết giận rồi. À sáng mày hết giận á. Cái thằng quỷ sứ. Mà tính lấy xe nó mở đi luôn. Rồi được phát hiện rồi. Ôi, quỷ sứ này. Rồi fail hay gì vậy. Rồi fail rồi. Trời ơi. Cứu. Ừ. À mình cũng chết luôn. Gì vậy? Chưa phát hiện mà. Để không? Rồi chưa phải không? Yeah, chưa phát hiện. Mày... mày đốt. Không. Ồ, thấy chứ chơi cho nó cũng vui á. Như là... biết chỉ của tụi nó hết rồi đó. Chỉ là một kế hoạch giết hết. Không có nào phát hiện luôn. Mà mình chưa thấy heo này nha.
Mày có vụ tao rồi nha. Ô ô ô, tao nghiệp quá. Tụi bay phải chạy giá. Quay quay quay, kiếm mấy súng khác thôi được. Trời ơi, nó bắn chuẩn gì đâu luôn. Hồi máu cái. Ôi, đâu vậy? Ơ, oh, hello. Rồi, đang hồi máu, từ từ, tụi bay đợi tí. Đó, được cứu rồi. Ủa, đó đâu rồi? Hey. Thì có hồi sinh nữa. Nào. Rồi xong. 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 Sắp tới rồi. Thôi làm nhiệm vụ đi. Nào gần đây không? Transformer kế bên nè, lấy xe này nó là dẹt. Nó là con gì? Hả đâu? Hả nó ra được là ổn luôn. Hai này thì phải xử lý nè. Bên đó thì chỉ cần thả con trong đó ra. Ồ. Rồi. Rồi, mess you up. Mét. Thật thiệt, mét mình thiệt nè. Ui. Ui. Này có súng máy. Ồ. Ba thằng, rồi ba thằng. Ừ. Mày thọc tao. Thọc chứ mới sụp nữa. Mấy rồi. Nữa. Thay đạn đấy chứ. Túng gì mà thay đạn. Thì cái thằng quỷ đó nó dài lắm á. Nó phải chạy ra. Nghĩ sao? Nghĩ sao chạy? Hey. Chưa hết rồi mà. Gì đây? Rất nhiều bạn nhỏ đang không muốn làm phiền, chắc là mấy con thú. Tổ vò vò, à rồi, hiểu. Không. Tờ vô ta, phá khóa, gì à. Hên quá, học kỹ năng này rồi. Thôi, 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 thôi. Nào có súng lửa đúng không? Rồi chết khác luôn nè. Ủa hết hả? Không chết. 250 này là buồn lắm á nha. Mới bị ông chích nè. 250. Rồi, hiểu, mốt khỏi đi vô đây kìa. Rồi. Đi đây con nè. Ồ. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Lưỡi chính ở trên này á. Rồi thôi, đi. Cho thử lái cho an toàn á. Có công nó bị chạy cái là bị trừ tiền cái kiểu vậy. Chuyển vũ khí xe tải. Ơ à. Ơi. Không có cái chạm boss nữa là chính chạm. Nó phá mấy cái này. Ừ, thất bại, ra khỏi vực. À, ok. Ở đây dân thường nè, cái này bị chặn quá không? Này, để tao mở cho. Mày. Một súng này là gì? Ủa, à. Này đẹp nè, này đẹp nè. Mà nhóm xe đâu chờ luôn. Better yet, honk that horn every time you do, so I know when to cheer. Rồi bắt kèn là lúc nào ta? Ôi ơi, lộn rồi. Giờ phải kèn nó.
Bó trong xe là căng lắm á, không xong được đó. Các bạn lỗi. Rồi mình vô lại nè, mình bắt đầu lại nè. Ok. Đó. Yeah, sorry. Ê. Rồi thôi, nó mất công tin giải cứu tụi nó, mất công thôi nhiệm vụ. Coi như xấu tụi bay xui. Cái nữa thôi là xong rồi. Bó này là bộ mình. Rồi, để coi cái hành tiến độ tới đâu rồi ha. Mình chỉ đoán là đụng tới chỗ đó là sẽ gặp trên ship thôi, chứ không biết phải không. Rồi, đi tập ngày mình tiến tới đây. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp các bạn giờ tiếp theo. Mình nói gì ta? Ý, nó bắn hạ chứ bye bye hiền kìa. Rồi, hẹn gặp các bạn giờ tập tiếp theo. Bye bye. Ôi. Hey.